Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Trưa ngày hôm sau, 28 tháng 1 năm 1973, lần đầu tiên một nhóm các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cách mạng đã xuất hiện đàng hoàng, công khai giữa sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là những thành viên của hai phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam có mặt giữa lòng Sài Gòn để thực hiện công tác đấu tranh nhằm đảm bảo Hiệp định Paris được thi hành. Trong 823 ngày đêm, làm việc trong Ban Liên hợp quân sự 4 bên và Ban Liên hợp quân sự 2 bên, họ đã biến trại Davis, trụ sở của hai phái đoàn, trở thành một căn cứ cách mạng hoạt động hiên ngang ngay giữa lòng địch. Cái trường hợp mà tồn tại hình thành nên cái trại David, ta gọi là trại David, hay nói một cách khác, hiểu một cách nói tiếp, cái sự có mặt của một cái bộ phận khá đông lực lượng của đối phương nằm ngay trong lòng của kẻ địch, đấy là một cái trường hợp chưa có tiền lệ trong lịch sử. Có thể hay nói một cách khác, đó là một cái trường hợp độc nhất vô nhị, và đó tôi cho rằng đấy là cũng một trong những cái điểm, cái nét sáng tạo độc đáo, một cái trường hợp độc đáo, một cái nét độc đáo của đối ngoại Việt Nam nói chung và đối ngoại quân sự Việt Nam nói chung thời đại Hồ Chí Minh. Năm 1954, đồng thời với hội nghị Geneva tại Pháp là hội nghị quân sự trung giã tại Việt Nam, thỏa thuận về các vấn đề trao trả tù binh, ngừng bắn, chuyển quân, tập kết. Hậu thân của hội nghị là Ủy ban Liên hiệp Đình chiến Trung ương đã góp phần thi hành các vấn đề trên, tiến tới chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Nhưng Hiệp định Geneva chưa giáo mực, kế hoạch tổng tuyển cử, thống nhất đất nước đã bị phá hoại. 2 năm chờ đợi đã kéo dài thành 21 năm. Tôi ra tập cái thời 1954, tức là tôi cũng là một trong những người đã từng thi hành Hiệp định Geneva về Việt Nam. Theo tinh thần Hiệp định 2 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1954, đến ngày 20 tháng 7 năm 1956 là phải tổ chức hiệp thương thống nhất nước nhà. Hồi đó khi học vậy, tôi tin tưởng hoàn toàn. Nên là khi xuống tàu đã đi đưa hai ngón tay, hẹn như các mẹ, các chị, các em đứng dài dài theo bờ sông. Các chị, các mẹ cũng đưa hai ngón tay hẹn hai năm về. Thì là hứa hẹn 2 năm, bản thân tôi lúc bây giờ tôi tin tưởng tuyệt đối. Trong lòng tôi là ra đó học. Để khi về cho mình có trình độ. Nhưng mà một số anh lớn tuổi, cụ thể anh ruột tôi, đi vô Cà Mau này nó xong, học tập xong rồi anh tôi tạm biệt tôi, em đi thì anh ở lại. Nói sao anh ở lại, anh được phân công ở lại. Cả tập kết mà sao phân công anh ở lại. Nè em ơi, em đi thì em cứ đi ra đó mà học tập xây dựng lực lượng quân đội. Còn nếu đi hết là mất nước em. Cái hội nghị Geneva ấy là cái yếu tố quốc tế hóa rất là lớn. Và gần như mọi thứ đã an bài. Tức là mọi thứ gần như đã an bài giữa các nước lớn tính toán với nhau. Cho nên cái việc Ban Liên hợp quân sự hình thành ra như vậy theo quyết định của Hiệp định, nhưng bị gần như bị khu trú, bị hạn chế cái vai trò, cái quyền hạn, cái chức năng nhiệm vụ, vì vậy nó có cái phần bị hạn chế. Cho nên là cái việc đấy, thì cái việc Ban Liên hợp đình chiến hoạt động ở trong một cái chừng mực nhất định, nhưng trong một cái bối cảnh lịch sử như vậy thì phải chấp nhận. Sau này Mỹ dựa vào đấy, bảo là Mỹ không đặt bút vào cái cam kết cuối cùng, cho nên Mỹ mới tiến hành cái cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam là như vậy, mới nhảy vào Việt Nam thay chân Pháp là như vậy. Một lần nữa, tương lai đất nước chuyển biến khi Mỹ chịu ngồi vào bàn đàm phán đặt bút ký Hiệp định Paris. Thế đã khác, lực đã khác. Lần này, một ban liên hợp quân sự 4 bên sẽ hoạt động trong 60 ngày để giám sát việc Mỹ rút quân, hủy bỏ căn cứ quân sự
trao trả tù binh các bên và vấn đề ngừng bắn. Sau đó, Ban Liên hợp quân sự hai bên sẽ thay thế để giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Các nội dung này được quy định riêng trong chương 6 của Hiệp định, trong nghị định thư về ngừng bắn ở miền Nam Việt Nam và về các ban liên hợp quân sự và trong điều 11 của nghị định thư về việc trao trả nhân viên quân sự, thường dân nước ngoài và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ. Như vậy, quyền hạn và trách nhiệm của hai phái đoàn đại diện của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam cũng như cơ hội để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã lớn hơn rất nhiều. Hội nghị Paris nó diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn khác so với hội nghị Geneva, so với các cái hội nghị quốc tế trước đó như là bàn bốn điểm, như là Yalta hay là cái Potsdam. Cái hội nghị Paris nó diễn ra, chúng ta biết là hội nghị Paris bắt đầu diễn ra, chính thức diễn ra từ tháng 5 năm 68, năm 68 cho đến 27 tháng 1 năm 73, tức là cái ngày ký kết hiệp định. Tức là cái điểm khác căn bản là hội nghị Paris, đấy là một cái cuộc nói chuyện tay đôi giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với lại Hoa Kỳ, và có thêm thành phần của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tham gia, tức là thành hội nghị bốn bên. Tức là hội nghị Paris diễn ra trong một cái bối cảnh mà cái tình hình trên chiến trường miền Nam đã có những cái thay đổi căn bản, tương quan thế và lực đã có phần nghiêng về lực lượng cách mạng, đặc biệt là cái bối cảnh khi mà bên là ngay trong nước Mỹ và ngay nhiều nước trên thế, đặc biệt là nhân dân Mỹ đã lên dấy lên một cái làn sóng phản đối chiến tranh rất là lớn, gây một cái sức ép rất là lớn, cũng là để lo cái vấn đề thi hành, cũng là để giải quyết xung quanh cái vấn đề thực thi cái hiệp định. Thế nhưng rõ ràng cái Ban Liên hợp quân sự ở trại David nó khác hoàn toàn từ thành phần cho đến chức năng, nhiệm vụ cho đến cơ cấu cũng như vai trò vị thế nó khác so với cái Ban Liên hợp đình chiến mà chúng ta đã hình thành trong cái quá trình thực thi Hiệp định Geneva năm 54. Theo quy định của Hiệp định Paris, hai phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với hơn 1.200 người sẽ bay vào Sài Gòn để thực thi các nhiệm vụ trong Ban Liên hợp quân sự bốn bên. Hiệp định Paris cùng với các điều khoản thi hành đã có, nhưng quãng đường chông gai phía trước là điều mà từ lãnh đạo hai phái đoàn cho đến các cán bộ, chiến sĩ đều dự cảm được. Tôi, ông Võ Chí Công với nhiều người khác đã có làm đấu tranh ngoại giao quân sự đâu. Chúng tôi quen với cầm súng bắn nhau và quen với những cái công việc khác, chứ không quen với cái công việc là đối xử hay là tiếp xúc với lại đối phương. Thế thì chính những cái đó là được các anh rất là quan tâm. Các đồng chí đó có dặn dò là nếu gặp thì cũng phải mình không gay gắt. Đây là ngoại giao, nhưng mà cũng đừng để cho nó làm thế nào nó lung lay được cái lập trường của mình. Có thể là theo cái tinh thần của hiệp định là sẽ hòa hợp dân tộc, thế nhưng mà không. Người Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu không muốn thi hành hiệp định ngay từ đầu. Thì ngày còn trẻ lắm, thế thì cũng chưa có cái kinh nghiệm gì về cái ngoại giao và quân sự cả. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái nền ngoại giao của Việt Nam ấy, mà theo như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là dĩ bất biến và ứng vạn biến ấy. Trên cả hai miền, sự chuẩn bị đã diễn ra gấp gáp từ trước khi Hiệp định Paris được ký kết rất lâu. Tháng 10 thì theo cái chỉ đạo của trên thì chúng tôi hình thành cái lực lượng của đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời trong Ban Liên hợp quân sự bốn bên. Chúng tôi tập trung rồi học tập rồi tất cả các thứ, kể cả học về nghi thức ngoại giao, rồi học tiếng Anh, rồi học tất cả các thứ để mà chuẩn bị cái đoàn của chúng tôi đi vào trong Ban Liên hợp quân sự bốn bên. Không chỉ là chuẩn bị về kỹ năng, nghiệp vụ để thi hành hiệp định, với những người con miền Nam còn có sự chuẩn bị về tâm lý cho bản thân và gia đình để có thể mặt, đấu tranh với đối thủ trên mặt trận ngoại giao quân sự. Không để lại tung tích nhân thân để đảm bảo an toàn cho gia đình là nguyên tắc quan trọng. Lúc tôi
móc gia đình ba lên thì ba tôi lên thì tôi nó có nói ổng, tôi nói con người này con đi vô trong liên hiệp ba nhà hình ảnh còn ba đốt đi, đừng có để gì bảo nó không được của mày của cái ảnh mày biểu tao đốt rồi làm sao rủ có mày chết rồi ảnh đâu. Ông nói mà ông khóc nên nói không có sao, sao này con không có chết đâu mà đừng sợ. Giữa bữa trưa tôi đang ăn cơm là các anh ấy xuống nói bây giờ là anh có thể về Nam công tác được không. Tôi nói điều đó tôi chờ lâu lắm rồi vì tôi là bộ đội miền Nam tập kết. Thì sao chừng nào anh đi được, anh nói đi chừng nào là tôi đi được, bỏ đũa đi. Người ta hay nói là mừng hết lớn, mừng không nói gì được. Nên là tôi chọn câu trả lời rất ngắn gọn với mấy anh ở trên cục cán bộ về. Mà anh men chưa nói về làm nhiệm vụ gì cả. Mà trong đầu tôi là mỗi có cái là Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Những người chưa chờ đi cũng rất là mừng. Đấy, trong giờ đến mình nên là rất vui và chúc mừng nhau rất tốt. Đấy, mình coi như là đi ra mặt trận, đấy, một cái mặt trận mới, mặt trận ngoại giao. Con đường đến Sài Gòn của hai phái đoàn bao gồm ba hướng. Một số cán bộ bay thẳng từ Paris về Tân Sơn Nhất, một bộ phận bay từ Hà Nội vào. Và bộ phận thứ ba cũng là bộ phận đông đảo và cơ bản nhất do Trung tướng Trần Văn Trà dẫn đầu sẽ được trực thăng Mỹ chở đi từ sân bay Thiện Ngôn ở Tây Ninh. Sự lật lọng của đối phương xuất hiện ngay từ đây. Những người có trách nhiệm đề nghị với Trung tướng Trần Văn Trà trưởng đoàn rằng anh ơi, hãy khoan hãy đi, hãy cho một bộ phận ra sân bay Thiện Ngôn chờ ở đó. Khi họ xuống, ra tiếp xúc với họ, làm việc với họ, thấy ổn định thì lúc chúng ta mới đi vào. Anh Trà hoan con, ý kiến đó là tốt, cử một đoàn ra, dặn dò phải hầm hố cẩn thận, theo dõi. Đúng giờ hẹn, không có trực thăng Mỹ đến đón đoàn, mà có hai phi cơ địch bay lượn vài vòng, thả một số loạt bom quanh sân bay. Mảnh bom cùng mảnh sắc tăng thiết giáp bay tung tóe ngay quanh hầm chúng tôi. Sau đó yên tĩnh. Khi chúng tôi hành quân gần tới sân bay Thiện Ngôn cách đó khoảng 20 cây số thì cho cái bộ phận trinh sát ở cái chỗ sân bay Thiện Ngôn. Nhằm cái đúng cái buổi đó thì nó cho hai máy bay lên ném bom ngay cái chỗ mà địch nó sẽ đoàn mình ra bằng lực lượng quân sự. Chúng âm mưu tiêu diệt Trung tướng Trần Văn Trà trưởng đoàn và toàn bộ đoàn đại biểu quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam. Tức là bữa sau khi ký hiệp định tháng 7 và tháng 8 bắt đầu gặp phải. Thắng được tình huống phản chắc, đoàn buộc Mỹ phải chuyển địa điểm đón sang Lộc Ninh, thủ đô kháng chiến. Cuộc tiễn chân ngày 1 tháng 2 năm 1973 đã trở thành ngày hội, cuộc meeting tưng bừng, gửi gắm tình cảm và khát vọng hòa hợp dân tộc, lập lại hòa bình. Đón ở sân bay Lộc Ninh đó, nó có một cái ý nghĩa nó lớn như thế này. Cái thứ nhất là có dân, tức là một cái thị trấn mình được giải phóng từ năm 72, cho nên có dân thì mình tổ chức họp meeting, mà khi mình ra đi đó, họp meeting và đưa tiễn cái phái đoàn của ta ra ban để hợp sự buôn bên. Đây là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, nó là cái hệ thống bảo vệ tất cả là nó liên ở trong cái khu vực, trong cái căn cứ ta thiết, cho nên là ta rất là thuận lợi. Với những chiến sĩ quen sông pha trên chiến trường, chưa từng bước chân lên máy bay quân sự, lại là máy bay của kẻ thù, đây là một trải nghiệm khó quên. Từ Lộc Ninh mà đi vào. Máy bay thì mà bay trực thăng mà chặn lại thì bên kia gạt thứ chạy lên cao ra xuống thế này, mọi người lại xuống đột ngột để nhằm là uy hiếp tinh thần của chiến sĩ mình, nó làm mình kinh sợ. Mình thông qua cửa sổ của máy bay nhìn xuống thì thấy lính ngụy, rồi thì cảnh sát, rồi phóng viên nhà báo, rồi thì
an ninh mật vụ viết bu đầy tất cả xung quanh máy bay đó. Thế thì cái mà chúng tôi thấy bất ngờ là họ đòi chúng tôi là phải làm thử việc cả. Chúng tôi nói rằng là chúng tôi không làm vì lý do Việt Nam là một quốc gia. Trong cái hiệp định Paris thì không có một cái điều khoản nào ghi về cái việc mà chúng tôi làm thủ tục ở đây cả. Mà đây chúng tôi vào đây là do Hoa Kỳ đem máy bay đến đón chúng tôi vào để mà triển khai ba lần quân sự. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 1 năm 1973, có đến 3 nhóm tiền trạm của cả hai phái đoàn bị gây khó dễ khi vào đến sân bay Tân Sơn Nhất. Có nhóm phải trải qua 21 giờ thì gan với chính quyền Sài Gòn giữa tiết trời nóng nực của mùa khô, trong máy bay kín bưng và không có các phương tiện sinh hoạt cá nhân. Và còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa đang chờ đợi họ ở nơi mà chính quyền Sài Gòn đã chọn sẵn làm trụ sở cho hai phái đoàn. Ở bên Paris thì họ đưa một cái ảnh cho đồng chí Lê Đức Thọ là sẽ bố trí cho hai phái đoàn ở đây. Ở đây có nghĩa là nó ở cái mấy cái nhà ba tầng của cái Bộ Tư lệnh Không quân của Ngụy. Hôm mùng 1, đồng chí Lê Đức Thọ vào và bảo là thế này là nó lừa mình rồi. Thế là nói anh em ở đây thì khổ quá, là vì nó bố trí mình ở cái trại trại chiến có độ hơn 40 cái nhà. Mà nhà nó làm như thế là sơ sài. Tức là ở nó như là gọi là cái nhà sàn cách mặt đất độ khoảng 80 phân. Trại Davis vốn là trại lính dã chiến của tổ viễn thám số 3 trực thuộc Phái bộ Cố vấn Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Điều kiện cơ sở vật chất cũng như vị trí hoạt động có lẽ khó mà tương thích với yêu cầu, nhiệm vụ của bất kỳ phái đoàn ngoại giao nào. Từ đây, bắt đầu hành trình 823 ngày đêm đấu tranh ngoại giao quân sự giữa lòng địch. Trại David nó là một cái trại lính, nhà cửa rất là thấp, nó có từng cái dãy nhà một, thành những cái dãy nhà và xung quanh là những cái đường bê tông bé thôi, không có cây cối, rất nắng. Đấy, trong nhà, nhà thì lợp bằng ngói fibro xi măng, xung quanh thân bằng những cái tấm gỗ. Buổi trưa thì rất nóng, anh em chúng tôi thường là hay thì chui xuống dưới cái giường ấy, dưới cái đệm để cho nó bớt nóng đi và chỉ quả thôi. Thì không khí làm việc là nó rất căng thẳng. Thì đoàn B của chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại phải thay phiên, có những đồng chí vào xong lại thay ra để nghỉ ngơi. Bởi vì không ai nghĩ rằng là vào mà nó lại căng thẳng đến như thế. Suốt ngày tiếng ồn của động cơ thì ghê gớm. Thế và cứ 5 phút lại có một chuyến bay, nó cứ lên hoặc xuống là liên tục cả ngày cả đêm. Mà nhất là máy bay đi đánh phá thì là máy bay phản lực, cho nên là nó gầm rít thì ghê gớm, nhiều người vào không chịu nổi. Một cái trụ sở cho ban lãnh quân sự hoặc là một cái trụ sở mang tính ngoại giao thì không thể như cái trụ sở mà chúng tôi đến. Thì ở xung quanh cái trại David đó ít nhất là phải 3 lớp hàng rào dây thép gai các loại. Nhưng ngoài hàng rào dây thép gai ra thì có một cái hệ thống hào đào rộng và sâu chừng khoảng 2 mét. Chúng tôi ở trong trại David nó giống như là cái cảnh cá chậu chim lồng. Xung quanh chúng tôi là có hàng chục cái vọng gác, mà trên vọng gác này nó ngồi trên cao lúc nào cũng có trọng liệt chõ vào chỗ chúng tôi. Mà chúng tôi thì là những người đến thi hành hiệp định nhưng mà lại bị đối xử như thế. Thế và xung quanh chúng tôi còn có khoảng hơn chục đơn vị đều là cái loại lính tinh nhuệ cả. Lính dù cách chúng tôi chỉ có 20 mét thôi, là cả một cái trại lính dù. Thế cách đó một ít 300-400 mét là một cái đơn vị biệt động của họ, biệt kích. Ở phía bên kia đường thì của cái đơn vị lính chủ đó thì dọc theo cái bên đường đó thì chúng bố trí vào khoảng 10 cái lỗ châu mai và có lính gác hướng về phía trụ sở của đại đoàn. Thì chúng ta đã biết là trại David nằm ở một cái vị trí mà được bảo vệ rất là nghiêm ngặt,
của các sát lính, của tổ chức quân sự của chính quyền Thiệu, và nơi hạn chế dường như không thể có sự liên hệ giữa cái hoạt động của chúng ta ở trong trại ra phía bên ngoài, nhằm để bưng bít tất cả mọi cái hoạt động của cái ban quân sự bộ bên và những cái đấu tranh nhằm để đòi chính quyền Thiệu thực hiện các điều khoản của Hiệp định Paris. Đó là tất cả những lý do mà Thiệu được sự đồng ý của Mỹ đã chọn cái địa điểm làm cái trại lính Mỹ nằm ở trong cái góc của sân bay Tân Sơn Nhất. Mạnh tay hơn, chính quyền và quân đội Sài Gòn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng các phương tiện kỹ thuật mạnh và tối tân nhất có trong tay nhằm ngăn cản hoạt động của hai phái đoàn. Đầu tiên mình vô mình đặt máy là trong ngày đầu là mình không liên lạc được. Làm một tiếng đồng hồ trước á thì mình có liên lạc được ngoài chiến khu. Nhưng mà từ cái tiếng đồng hồ tiếng thứ hai á là coi nó dùng cái máy công suất lớn, nó gây nhiễu. Nó gây ồ ồ, nghĩa là mình không biết, bị nó biết là đoàn mình vô sẽ có thông tin liên lạc bên ngoài. Thì nó tổ chức hệ thống phá dữ lắm. Giờ về kỹ thuật mà nói thì cái động cơ của máy bay á, nó motor cánh quay á, nó có ảnh hưởng. Lúc mình đem hai cái đài gần rào là mình không liên lạc được, bởi vì do cái phản xạ để tia điện nó quay cái máy bay nó lên xuống, hai nữa máy bay nó lên xuống thì lúc nào cũng gây tiếng ồn rất lớn. Một cách để phá hoại cho mình, không có chỉ đạo được của trung ương, gián đoạn thông tin là mình thấy rất bắt đầu. Có những chỉ đạo gì mình đâu có biết, mà thông tin phải thông chú là mới được. Có những cái nhà họ giới thiệu đây là nhà để cho ông lớn ở. Ông lớn có nghĩa là các đồng chí trưởng đoàn của mình, đó là anh Lê Quang Hòa, anh Trần Văn Trà, là hai cái wagon trong đó là đẹp đẽ, có bàn có ghế tất cả mọi thứ. Thế và chúng tôi phải đi rà soát xem là họ cất giấu những cái gì, thì phát hiện ra ngay là những cái máy nghe lén. Cũng có cái nó giống như cái khuy thôi, cũng có cái thì nó như là một cái viên thuốc rất là nhỏ, cũng không phải là ít. Bởi vì họ đã tính toán là phòng của các đồng chí trưởng đoàn này, khu vực hội họp này, và cả những cái khu vực mà mình không chú ý đến, chẳng hạn như cái nhà vệ sinh họ cũng có thể họ đặt được. Những điều gì sẽ còn xảy đến với các thành viên của hai phái đoàn? Các tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ đều chỉ biết phía trước sẽ là những tháng ngày dai dẳng đấu tranh không nhượng bộ với kẻ thù trên mọi khía cạnh nhỏ nhất của mặt trận này. Và ở trong vùng địch kiểm soát để đấu tranh, chứ không phải ở một cái nơi nào khác, ở một nước trung lập nào khác, ở một chỗ nào khác. Vậy thì mình làm trưởng ban bảo vệ thì vào vùng nó kiểm soát, nó chủ động nó phá mình, và nó đủ điều kiện để nó phá mình. Ăn ở do nó bố trí, ở như thế nào ở đâu là do nó bố trí. Ra ngoài là nó kiểm soát, ăn uống là của nó cung cấp, thì làm sao mình bảo đảm được? Làm sao mình bảo đảm được? Khó lắm. Khi nghe tin Hiệp định Paris ký kết thì lúc đó tôi ở bị giam trong tù, giam trong Chi Hòa. Và khi mà nghe tin như vậy thì chúng tôi rất là mừng, mà nhưng mà đồng thời cũng rất là lo. Bởi vì là mừng là vì là chiến tranh chấm dứt, nhưng mà lo là vì là không biết cái cuộc chiến nó sẽ trở lại lúc nào. Vì là chế độ Sài Gòn cũng rất là dễ thay đổi, mà gây ra một cái tình trạng là kéo dài thời gian ra, hiệp định không được thực thi, lật lọng rất là nhiều lần. Bằng chứng là tôi bị giam trong tù mà lại đưa đi trao trả mấy lần mới được. Bởi vì sau này tôi mới biết được, tức là ở gần nhà tôi dưới là có một cái tay gọi là đại quý,
của Sài Gòn, tức là để ví dụ là trước cổng của Ban Liên Hợp Hình Sự, thành ra là nói ủa anh ở trong đó hả? Ừ, tôi trong đó. Ông lúc đó mà Nguyễn Văn Thiệu nói là khi mà có một cái phát súng nổ trong sân bay là nó sẽ tiêu diệt các ông đó. Tức là nó để tới 20+ cái khẩu phun súng ở trên các cái cao ốc, nó bắn vào Ban Liên Hợp, phải nói dữ dội vậy. Nhưng trong nguy hiểm, trong dự cảm về một tương lai đầy thách thức, họ vẫn có trong tim một động lực to lớn, thống nhất nước nhà. Thực ra nước mình lúc đó mình bay trên Củ Chi đó, đúng là nhìn xuống đất Củ Chi, hình dung như là một cái cơ thể vết thương mới còn đỏ, vết thương cũ màu xanh xám, nhìn nó đau lòng. Tôi nhìn là tôi nghĩ ra là cái vết thương ấy nó đầy hết, hố bơm mới, hố bơm cũ chồng lên nhau. Khó khăn đó so với các đồng chí, các đồng đội chiến đấu trên mặt trận thì vẫn chưa thấm vào đâu. Cho nên chúng tôi xác định được cái điều đó và tiếp tục bám trụ để cố gắng buộc đối phương phải thi hành Hiệp định Paris và Việt Nam. Chúng tôi biết ở đây rõ ràng Việt Nam Cộng Hòa bước vào hội nghị Paris trong một cái tình thế là cực chẳng đã. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết là Việt Nam Cộng Hòa là một cái bào thai của chủ nghĩa thực dân mới, hay nói một cách khác là toàn bộ cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa là chủ yếu dựa vào Mỹ, dựa vào Hoa Kỳ. Cho nên họ sợ điều này cũng đơn giản thôi. Hội nghị như vậy, một khi mà chấp nhận ký một hiệp định, quân Mỹ rút và cái chuyện chống phá và phản đối, cái chuyện không đồng tình với những cái nội dung ràng buộc trong hiệp định, cũng như cái việc thái tỏ thái độ